Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lợi, chuyên mua bán ô tô cũ đã qua sử dụng ở đối diện bến xe nghĩa quận Hà Đông, Hà Nội. Và lời đầu tiên em Lợi xin gửi đến toàn thể quý vị các bạn đang xem video một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Và kính chúc những anh chị em nào đang có nhu cầu đi tìm mua xe ô tô đã qua sử dụng sớm tìm được những chiếc xe ưng ý và hài lòng nhất. Và bên em Lợi chuyên thu mua các dòng xe ô tô đã qua sử dụng. Anh chị em nào ủng hộ kênh, đăng ký và ấn chuông theo dõi thì các bác sẽ cập nhật sớm nhất các dòng xe bên em đang chào bán. Và quý anh chị nào mà chuyên về bán tải, muốn tìm về bán tải thì kênh của em chuyên sâu về dòng bán tải và dòng 7 chỗ máy dầu. Và hôm nay em Lợi xin quay chào bán, giới thiệu đến toàn thể quý anh chị và các bạn một chiếc xe Mitsubishi Triton sản xuất năm 2009, số sàn máy dầu hai cầu màu bạc. Chiếc xe này là nhập nguyên chiếc Thái Lan. Vâng, đây là chiếc xe pick up, một chiếc xe khá là bền bỉ và thời gian. Về thương hiệu xe của Nhật thì quý anh chị cũng biết rồi. Với máy thì 2.4, sử dụng động cơ 2.4, đi rất chi là khỏe và tăng tốc khá là nhanh. Về tình trạng chiếc xe Triton 2009 số sàn hai cầu này thì về thân vỏ thì không có đâm va biến dạng ô tô, và vỏ kính vỏ đèn và toàn bộ các lốp là một dàn lốp vừa mới được thay rất chi là dày và mới của bác chủ trước. Đây, toàn bộ lốp em quay cho quý anh chị xem đây. Toàn bộ lốp khá là dày nên là quý anh chị về yên tâm, một dàn lốp, mỗi dàn lốp này giá trị mới bây giờ khoảng tầm 3 triệu một quả. Khá là đẹp và đã đỡ được khoảng tầm mười mấy triệu. Toàn bộ sắt-xi, khung gầm không có dấu hiệu bị cắt nối hoặc han gì. Và các phần gầm của chiếc xe đây, em quay cho quý anh chị xem. Với cái tầm 2009 này, đấy, toàn bộ phần khung gầm này rất chi là đẹp. Và chiếc xe này thì bên em đang chào bán với giá là 295 triệu. Vâng, 295 triệu. Quý vị anh chị có thể sử dụng được một chiếc xe Triton số sàn máy dầu 5 chỗ ngồi. Vâng, đây là toàn bộ về phần đèn pha và đèn hậu là nguyên zin của chiếc xe. Bên em đã kiểm tra và khẳng định với quý anh chị là phần đâm đụng tai nạn là không có. Và bán những chiếc xe thì bên em có những cam kết và khẳng định với quý anh chị về chất lượng. Đây, toàn bộ về phần lốp và cái phần gầm phía trước của chiếc xe đây. Với chiếc xe sử dụng được 10 năm. Vâng, toàn bộ phần máy móc rất chi là ổn định và khung gầm chạy rất chi là chắc chắn. Xe đăng kiểm khá là dài, đến tận tháng 1 năm 2021. Nên là quý anh chị cứ yên tâm về, mình chỉ đổ dầu nước vào chạy thôi. Vâng, sau đây em xin mời quý vị và các bạn đi vào, em quay vào chuyên sâu về cái phần nội thất bên trong và phần máy cho quý anh chị xem. Về phần nội thất bên trong của chiếc xe thì khá là đẹp. Chiếc xe này nguyên bản là nỉ và được bác chủ trước trang bị thêm bộ ghế da màu bò khá là đẹp và rất chi là dày. Bộ ghế da này thì cũng khá là xịn sò, rơi vào tầm, nếu mà thị trường bây giờ đang rơi vào tầm khoảng 4 triệu một bộ này. Khá là đẹp mắt. Và xe thì được bác chủ trước độ thêm màn hình DVD khá là đẹp. Và toàn bộ bóng khí là nguyên zin đấy ạ. Bóng khí của chiếc xe có được trang bị hai bóng khí, bóng khí bên phụ và bóng khí bên lái phía trước cho người lái. Và toàn bộ về cái phần núm tay nắm mở đây đều là không có dấu hiệu bị mòn và bị làm lại. Toàn bộ củ số vô lăng đây. Và xe sử dụng động cơ số sàn 5 cấp và cài cầu cơ. Với các chế độ cài cầu thì bên em đã kiểm tra và khẳng định 100% là hoạt động rất chi là tốt. Cầu hai cầu hoạt động đầy đủ. Về toàn bộ các cái phần tay cánh cửa và tay nắm mở cửa đây khá là đẹp và nguyên zin, không có dấu hiệu bị tâm va. Và kính là kính zin của Mitsubishi.
toàn bộ các cái phần chỉ của cánh cửa bên lái là nguyên zin đây, nên là tuyệt nhiên không có dấu hiệu bị đâm va từ bên hông vào các cánh cửa bên lái này. Và toàn bộ các bậc lên xuống hầu như ốc đai khóa cánh cửa là nguyên zin hết, và các cột là nguyên bản hết từ đầu. Ốc đai, ốc khóa bản lề là nguyên bản hết từ đầu, không có dấu hiệu bị tháo lắp ốc bản lề đây. Đấy, nên là tuyệt nhiên chiếc xe không bị đâm va. Và từ cánh cửa phía sau bên lái đây, toàn bộ 100% là chỉ zin của hãng Mitsubishi. Tất cả thông số kính đều là của hãng Mitsubishi. Và tay nắm mở cửa không có dấu hiệu bị sơn lại, toàn bộ sơn zin của nhà máy. Và tay nắm cửa khá là mới và sạch đẹp. Về toàn bộ loa âm thanh bốn cánh đều hoạt động rất chi là tốt. Đây là các cái bậc lên xuống của chiếc xe đây. Với một chiếc xe sử dụng nó cũng khá là giữ gìn, nên là bậc lên xuống rất chi là đẹp, không có dấu hiệu bị chảy xước. Về hàng ghế phía sau thì không có dấu hiệu bị chảy rách và cực kỳ mới và dày. Trần ní nguyên bản theo xe. Vâng, em xin nhắc lại là quý anh chị nào xem video của em Lợi lần đầu tiên thì cho em Lợi xin một lượt đăng ký và một lượt chia sẻ ủng hộ kênh em Lợi. Rất cảm ơn quý vị và các bạn. Vâng, đây là hai cánh cửa bên phụ của chiếc xe, toàn bộ là 100% là chỉ zin. Toàn bộ tay nắm mở cửa là nguyên bản hết từ đầu. Toàn bộ thông số kính đều là của hãng Mitsubishi và đều là năm sản xuất năm 2009. Và tất tần tật xe bốn cánh cửa là nguyên vẹn và cửa đóng rất chi là chắc chắn. Với một chiếc xe nhập máy dầu đi khá là tiết kiệm, 6-7 lít 100 cây. Toàn bộ ốc khóa bản lề, ốc đai khóa là nguyên zin. Và bậc lên xuống bên phụ đây, toàn bộ chiếc xe khá là mới và đẹp. Đây là cánh cửa phía trước bên bên phụ, toàn bộ là chỉ zin hết đấy ạ. Chỉ 100% chỉ của nhà máy Mitsubishi. Và các cái ốc khóa là nguyên bản hết từ đầu. Tay nắm mở cửa, tấm nhựa là zin rất chi là chắc chắn của hãng Mitsubishi. Vâng, với giá tiền là 295 triệu, quý anh chị sở hữu ngay được một chiếc xe máy dầu đi khá tiết kiệm. Vâng, và sau đây em hướng máy quay về phần đầu và phần máy của chiếc xe. Toàn bộ đèn là đèn zin theo xe, mặc các tai hai bên và ốc cabo, chỉ cabo là nguyên zin của nhà máy Mitsubishi. Và đinh tán đinh dập của nhà máy là nguyên bản trên cái cabo này hết. Vâng, thể hiện một chiếc xe không bị đâm va phần đầu, nên là tuyệt đối chiếc xe phần đầu này khá là đẹp. Từ các đinh bấm rằng này, đấy, đinh bấm rằng là nguyên bản hết, không có dấu hiệu bị bả tít lên. Và máy thì rất chi là đẹp đây. Toàn bộ ốc máy này không có dấu hiệu bị tháo lắp. Và toàn bộ phần cổ xả cổ bô rất chi là sáng. Phanh ABS đây, đây còn nguyên màu đây, là cái ABS nguyên bản của chiếc xe. Và mác tem dập của nhà máy còn nguyên bản Mitsubishi đấy ạ. Về động cơ thì các bác bên em cũng đã bảo dưỡng thay dầu rồi, đi rất chi là ổn định. Vâng, đây là tiếng động cơ đang hoạt động rất chi là êm. Với động cơ sử dụng động cơ 2.5 rất chi là êm đấy, máy dầu. Vừa bên em vừa bảo dưỡng thay lọc dầu và thay dầu máy, nên là toàn bộ máy động cơ hiện tại là rất chi là tốt, chạy rất chi là êm. Vâng, vừa rồi em vừa quay giới thiệu chào bán đến toàn thể quý vị các bạn một chiếc xe Mitsubishi Triton sản xuất năm 2009, số sàn máy dầu, sử dụng động cơ 2.5. Chiếc xe này thì bên em đang chào bán với giá 295 triệu. Vâng, quý vị nào mà có nhu cầu nhanh tay liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986265090, hoặc mời các bác đến qua địa chỉ đối diện bến xe Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội để được trải nghiệm chạy thử và tư vấn trực tiếp. Vâng, một lần nữa em xin kính chúc toàn thể quý vị các bạn nào đang xem video sớm tìm được những chiếc xe
ưng ý nhất và hài lòng nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong một video gần nhất.